Dạ. Bình Dương à vâng. Còn trên đây tổng quan đây. Anh qua anh chốt con X1 Bình Dương thì hỏi hình thức về nguyên bản là như này. Qua như này sẽ qua hình thức ưng thì chốt luôn, anh em gửi luôn một lượt, cũng không thì cũng chẳng còn đâu. Hình thức con này thì là đẹp, nói chung là tổng quan là đẹp rồi, chẳng có gì phải chê nữa. Con này bàn phím sáng luôn, còn cấu hình của nó chút mình gửi qua Zalo, con này hình như là i5 vậy. Ok, đây, tổng quan đẹp anh. Tóm lại hình thức đẹp. Đấy, chốt thì vào sớm.